Xin chào anh em. Clip này mình giới thiệu tới anh em con Omri đa kênh của hãng Denon, model là AVR 2000G. Omri này thiết kế rất là đẹp nha, mặt phay nhôm màu vàng chanh, còn đẹp, không có trầy xước. Hai cái má gỗ đẹp long lanh luôn. Công suất là 230W nha. Con này đánh rất là hay. Đa kênh nhưng mà nó không có cụm quang, chỉ có ngõ vào analog thông thường thôi. Chất âm nghe không thua gì dòng hai kênh. Đánh cũng rất là khỏe nha. Anh em có thể ghép vang chơi karaoke ngon. Con ly này thì nó sử dụng điện 220 nha. Nó có 4 nguồn điện. 110, 120, 220 và 240. Thì ở đây mình đang xoay ở cái nấc 220 này. Sử dụng cắm điện trực tiếp vô điện nguồn mình xài luôn ha. Không cần phải mua đổi nguồn. Dòng ly này thì sản xuất tại Nhật luôn nha anh em, made in Japan. Công suất của nó là 230W. Số series thì nó mờ rồi, không còn thấy nữa. Thiết kế một cặp loa phong ở đây nha. Bên này là một cặp loa center và một cặp loa rear, loa hiệu ứng. Mà con ly này thì nó có cái ngõ rề ao đường phong này. Ngõ rề ao này nha, thì anh em kết nối với âm ly khác mình đánh thêm một con âm ly nữa được nha, cùng lúc hai âm ly. Ở đây nó có ngõ mono ao, anh em ghim loa xuất điện vào đây nha, đường mono ao này. Ngõ vào có phono CD. Có ba ngõ VCR này, ngõ đát thép, có ngõ DBS này, BDB nha, xài được hết. Mấy ngõ này mình sử dụng được hết nha. Ngõ vào âm thanh thì anh em chọn bằng cái nút audio này. Có tuner nha. Phono, CD. Có ba ngõ. Cái tuner đó thì nó là bắt đại luôn nha anh em. Bắt đại trực tiếp vào trên con amply này. Những cái dòng mà xuất điện hàng xuất nước ngoài thì thường là có thể là cái FM của nó là 108 luôn nha. Anh em về xem lại. Thử coi. Đó, FM 108 luôn thấy không? Về cơ bản tên như là mình nghe đài được á. Rồi chỉnh bass chép và ba lăng ở đây. Ở đây nó có một cái số hiệu ứng để mình xem phim. Nó ít hiệu ứng lắm, mấy con đời đầu này thì nó ít hiệu ứng. Chất âm thì nó cũng tự tựa như cái dòng đa kênh, như cái dòng stereo thôi. Thì mình nghe nhạc thì mình nhấn vô bypass nha. Đó, là nó tắt hiệu ứng. Trở về chế độ hai kênh để mình nghe nhạc karaoke. Con ly này thì mình bán giá là 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi bao ship. Đây là linh kiện của nó nè. Nội thất thì cũng còn mới lắm nha. Thân phô hai tụ nguồn đây. Đây là cái tặng nhiệt nè. Nó hai tầng sò nha. Tầng sò của công suất phụ là nó có hai con sò than này. Ở dưới là công suất chính nha, 6 sò than ở dưới. Đánh rất là khỏe luôn nha. Bass rất là chắc. Đặc trưng của cái dòng Denon. Tiếng bass rất là chắc. Rồi, giá bán là 2 triệu rưỡi nha, 2 triệu rưỡi bao ship.
Anh em mua hàng liên hệ với mình theo số điện thoại 0943 398877 nha. Combi này mình test ok rồi ha, hoạt động tốt hết. Bao zin 100%. Giá bán là 2 triệu rưỡi bao ship nha. Anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại 0943 398877. Cảm ơn em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.